Hey, what's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Hiện giờ đang là buổi sáng và một ngày trời khá là mưa. Thật ra thì bên vừa mới đánh răng xong và bên nảy ra một suy nghĩ là sẽ muốn tiếp nối phần 2 hay là tập 2 hay là phần kế tiếp của cái series chia sẻ với các mọi người tất tần tật mọi thứ về skincare. Bước kế tiếp sau khi đánh răng là bên sẽ rửa mặt. Nếu mọi người chưa xem đến tập trước khi mà bên nói về nguyên lý của skincare thì bên khuyên là mọi người nên quay trở lại tập đấy và sau đấy thì mới xem video này để mọi người thể hiểu cặn kẽ hơn lý do tại sao mà video này lại là video tiếp theo sau đấy. Bước rửa mặt có thể nói là bước để mà vệ sinh và tẩy hết tất cả mọi thứ ở trên mặt của mọi người trước khi mọi người apply tất cả những cái sản phẩm skincare, bao gồm có vitamin C, First Essence, Serum, BHA, AHA, nói chung là rất nhiều những sản phẩm khác. Thì trước hết là mọi người cần phải có một làn da thật là sạch đã. Ở trong công đoạn vệ sinh da mặt này thì có tổng cộng là 3 bước. Bình thường như theo truyền thống và cơ bản mà chắc là mọi người biết từ trước đến nay thì vệ sinh da mặt nghĩa là sử dụng sữa rửa mặt, sau đấy thì rửa mặt của mình. Tuy nhiên đấy chỉ là một khái niệm cơ bản nhất ở trong việc vệ sinh da mặt thôi, bởi vì có một bước nữa trước khi sử dụng sữa rửa mặt và một bước sau khi mà sử dụng sữa rửa mặt để mọi người có thể hoàn toàn vệ sinh được da mặt của mình một cách triệt để nhất. Và một bước trước khi sử dụng sữa rửa mặt đấy chính là sử dụng dầu rửa mặt. Thật ra khái niệm sử dụng dầu rửa mặt không còn là một khái niệm gì quá mới mẻ và không phải là một cái gì mà quá là kinh khủng nữa, bởi vì hầu hết những ai mà quan tâm đến skincare thì cũng đã biết đến bước này rồi. Ở đây như mọi người có thể thấy thì bên có 1, 2, 3 loại dầu rửa mặt và tất cả các cái dầu rửa mặt này đều có tác dụng như nhau. Và bên hoàn toàn không muốn gây nhàm chán với mọi người bằng tất cả những lý thuyết hay tất cả những từ rất là máy móc và technical để giải thích với các mọi người lý do tại sao mà cần phải dùng dầu rửa mặt. Nói một cách ngắn gọn thì dầu rửa mặt sẽ giúp cho da của mọi người trung hòa tất cả những cái dầu, tất cả những cái bã nhờn, tất cả những cái make up. Nếu mà mọi người có sử dụng make up, bên thì không sử dụng make up. Kem nền, foundation, cushion, cuối cùng là kem chống nắng. Như bên đã chia sẻ với các mọi người ở video trước thì bên có sử dụng kem chống nắng, nhưng mà vào buổi đêm ngày hôm qua thì bên không sử dụng kem chống nắng. Dĩ nhiên rồi, đi ngủ thì cần gì phải bôi kem chống nắng, nhưng mà bên vẫn muốn sử dụng chai dầu rửa mặt này. Thứ nhất là để có thể trung hòa được tất cả những cái bã nhờn, dầu, tất cả những thứ mà đã tích tụ ở trên mặt của bên trong quá trình mà bên ngủ đêm hôm qua. Cộng với lại một điều quan trọng là bên muốn demonstrate, muốn show cho mọi người công dụng của cái này và cách sử dụng cái dầu rửa mặt này như thế nào. Phải nói thật, bên khá là may mắn bởi vì cả bên và Lùn đều có những cái skincare routine, đều có những cái bước chăm sóc da khá là giống nhau. Thế nên là gần như lúc nào bên cũng sử dụng được những đồ của Lùn và không phải tốn công tìm hiểu, lựa chọn và mua. Không biết là bà Lùn mua cái này ở đâu nữa, hình như là ở Sephora hay là I don't know. Nhưng nói chung cách để sử dụng dầu rửa mặt đấy là bơm một ít ra tay. Bên thì không có thói quen là sẽ xoa hết tất cả cái dầu này vào hai tay, mà bên sẽ lấy hẳn một tay này và đắp lên mặt luôn và cứ thế chét nó vào mặt. Như mọi người có thể thấy thì khi mà nó được trung hòa với lại một cái mặt khá là ẩm thì nó sẽ có rất là nhiều những cái dầu nó được trung hòa vào. Và khi mà trung hòa tất cả các cái dầu vào nhau thì theo một thuật ngữ khoa học, việc trung hòa tất cả các cái dầu lại vào với nhau được gọi là lipophilic, nghĩa là ngay cả những cái dầu xấu và những cái bã nhờn, nói chung là tất tần tật những cái dầu mà ở trên mặt của mọi người sẽ đều được trung hòa vào cái dầu này. Và một lát nữa mọi người chỉ cần rửa mặt bằng nước lã là tất cả những cái dầu nó đã được tích tụ sẽ trung hòa vào với cái dầu này, và sau đấy thì nó sẽ như kiểu là nó cuốn vào và để nước nó đẩy hết tất cả đi. Đây là một cái loại dầu mà bên khá là thích so với các cái loại dầu argan oil này. Và đây như mọi người có thể thấy, hiện giờ thì da mặt của bên bóng nhảy rồi. Và mọi người hoàn toàn không cần phải lo đâu, cái dầu này một lát nữa khi mà rửa mặt bằng nước lã thì nó sẽ trôi hết đi, nó sẽ không bám ở trên da của mọi người, khiến cho da của mọi người càng ngày càng bã nhờn hơn đâu. Và ok, bây giờ bên sẽ bật một ít nước ấm lên. Thật ra thì ban nãy bên đã làm ẩm mặt của mình bằng một chút nước ấm rồi, thế nên là các lỗ chân lông ở trên mặt của bên cũng đã được nở ra hết rồi. Và bây giờ bên sẽ lấy một ít nước ấm và sau đấy thì rửa hết tất cả những cái gì nó ở trên mặt đi. Nếu mà mọi người sử dụng make up hoặc là mọi người bôi kem chống nắng hoặc là mọi người sử dụng cushion thì mọi người sẽ nhìn được rất rõ là tất cả những cái đấy nhờ cái dầu này mà nó đã được trung hòa và nó đánh tan đi hết rồi. Nhưng mà tại vì bên không sử dụng bất cứ một cái gì ở trên mặt cả, thế nên là hiện giờ cũng không có gì để mà nó đánh tan đi lắm. Thôi bây giờ bên sẽ rửa mặt bằng nước lã đã. Thật lòng mà nói thì bước sử dụng dầu rửa mặt là một công đoạn rất là
tự nhiên mà nếu mà mọi người có những người chị họ hoặc là những người chị ruột hoặc là những người phụ nữ mà mọi người đã gặp ở trong đời, và trước đây khi mà họ muốn tẩy cái lớp make up thì họ sử dụng baby oil hay là dầu em bé. Nhưng mà dầu em bé thì nó có rất là nhiều cái chất petroleum và cũng có rất là nhiều cái nước hoa ở trên cái dầu đấy. Thế nên là việc sử dụng cái đấy thì bây giờ chắc là mọi người cũng đã biết đấy không phải là một cái điều tốt lắm về da, nhưng mà nó cũng đã trung hòa được tất cả những cái lớp make up và nói chung everything mà nó nằm ở trên da của mọi người mà nó không thể tẩy đi bằng nước lã được. Ok, và sau bước dùng dầu rửa mặt thì bước tiếp theo đấy chính là dùng sữa rửa mặt. Ở đây thì Ben có rất là nhiều các loại sữa rửa mặt, từ loại sữa rửa mặt của bà Lùn, đây là một loại của Fresh, hay là sữa rửa mặt của Aesop, hay cả những sữa rửa mặt bằng một loại kem organic. Nhưng mà một loại sữa rửa mặt mà Ben thích nhất đây là một loại sữa rửa mặt Holy Grail của Ben, bởi vì đây là một loại sữa rửa mặt thứ nhất là có một cái giá rất là rẻ, thứ hai và đây cũng là một cái cực kỳ quan trọng, đấy chính là độ pH của loại sữa rửa mặt này rất là thấp, chỉ rơi vào khoảng tầm 5 đến 5.5 thôi. Ben sẽ nói sâu hơn về độ pH ảnh hưởng đến da của mọi người nhiều như thế nào. Nhưng mà để tóm lại thì độ pH càng thấp thì da của mọi người sẽ càng kháng được vi khuẩn tốt hơn. Và rất là nhiều những bước skincare sau đấy, chẳng hạn như là vitamin C hay là BHA sẽ tốt hơn nếu mà da của mọi người có độ pH là khoảng 5 đến 5.5. Ok, bước tiếp theo thì cũng là một bước rất là đơn giản thôi. Bé sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt này, bơm một ít ra tay. Và mọi người nhớ là khi mà rửa mặt bằng tay thì mọi người lúc nào cũng phải rửa tay trước. Ở đây thì Ben sử dụng những cái nước rửa tay cũng bình thường thôi, nó không quá là khiến cho tay khô và nó không quá là khắc nghiệt đối với lại tay. Thì Ben sử dụng một là loại của Malin and Goats. Đây là một loại nước rửa tay có mùi của cần sa. Mặc dù là có mùi cần sa nhưng mà Ben cũng không ngửi thấy giống như là có mùi cần sa lắm, mà đây là một cái mùi rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Hoặc hai là Ben sẽ sử dụng nước rửa tay của Aesop. Ok, và sau khi tay của mọi người đã sạch rồi thì bây giờ mọi người có thể dùng một ít sữa rửa mặt vào tay. Và chắc là Ben không cần phải hướng dẫn mọi người cách để mà rửa mặt như thế nào nữa, bởi vì mọi người có thể rửa mặt bất cứ như nào cũng được. Ben lúc nào cũng bơm một ít vào tay và chà một ít ra tay để cho nó bông lên một chút và cho nó đều ra tay, và sau đó thì cứ đốt thẳng lên mặt thôi, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả. Và nói chung cứ rửa hết tất cả cái mặt này. Bình thường thì Ben cũng sử dụng cả cái máy, oh my god, mình không biết là có với được không. Bình thường thì Ben cũng sử dụng cả cái máy này, nhưng mà bởi vì đây là buổi sáng và Ben không muốn là cái da của mình nó bị có một cái ma sát nó quá là khắc nghiệt vào mặt, thế nên là Ben vẫn chỉ sử dụng thường là bằng tay thôi và cứ thế rửa cái mặt của mình. Mọi người cứ thấy chỗ nào bẩn hơn bình thường thì mọi người rửa nhiều vào, và đừng có rửa mặt quá 2 phút, bởi vì cũng giống như việc đánh răng quá 2 phút thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Khi mà rửa mặt thì lúc nào Ben cũng muốn một là đội mũ, hai là sẽ đeo một cái gì đấy để mà tóc nó không bị rơi vào mặt. Và thứ nhất là nó khiến nó tóc bẩn, và thứ hai là khiến cho da của mọi người rất là bẩn. Và cứ thế rửa mặt thôi. My god, không thể ngờ được là mình vừa đặt cái máy quay và vừa nhắm mắt nói chuyện một mình nhá. Và ok, xong. Bình thường thì sẽ có nhiều bọt hơn, nhưng mà bởi vì giờ Ben đang khá là bị mất tập trung thì nó không thể rửa mặt được. Nếu mọi người có thể tạo bọt nhiều hơn thì mọi người cứ tạo bọt thôi. Và bây giờ thì sẽ tráng bằng nước ấm. Ok, và sau khi chúng ta đã rửa mặt hết bằng nước lã xong, hy vọng là không còn một chút sữa rửa mặt nào dính ở trên mặt, thì bước tiếp theo là bước thấm mặt. Có hai cách để mọi người có thể thấm mặt của mình. Một là sử dụng một cái khăn thật là sạch. Và một cái khăn thật là sạch, ý của Ben là cái khăn này có một tác dụng duy nhất là để thấm mặt. Và hai, đây là một tips mà Ben đã học được từ bà Lùn, đấy chính là sử dụng một cái bông tẩy trang thật là sạch và không có bột. Đây là một loại bông tẩy trang organic, có nghĩa là một bông tẩy trang mà không có hóa chất, không có quá là nhiều bột ở trên cái bông tẩy trang này, và sử dụng chính cái này để thấm. Đây là một cái khăn mà mọi người sử dụng một lần và vứt đi. Và thật lòng mà nói, sử dụng cái này nhìn rất là không được chuẩn men cho lắm, nhưng mà đây lại là cái mà thấm mặt và mọi người sẽ sử dụng rất nhiều ở những bước sau. Đã là skincare thì thật sự không thể tránh được việc sử dụng bông tẩy trang, nhưng mà mọi người sử dụng cái này ở nhà, thế nên là không có một ai đánh giá và không có một ai nhìn mọi người nếu mọi người ở trong phòng hết. Thế nên là mọi người hãy cứ sử dụng cái bông tẩy trang này, bởi vì
Đối với Ben thì sử dụng bông tẩy trang phải nói là rất là tốn kém, bởi vì mỗi một lần thấm mặt là sẽ lại sử dụng cái bông tẩy trang. Nhưng mà đây là phương pháp mà sạch nhất để mọi người có thể thấm mặt mình khỏi nước. Thật lòng thì Ben cũng biết có cả những người không thấm mặt của mình và cứ để mặt khô tự nhiên. Tuy nhiên là Ben thì không thể chịu được cái việc đấy, bởi vì thứ nhất là Ben cảm thấy da của mình một lúc sau nó rất là căng, và thứ hai là Ben không thể chịu được cái cảm giác mà mặt của mình nó cứ ướt nhẹp. Ok, và bước 3 ở trong việc vệ sinh da mặt thì cũng là một bước mà cũng không được gọi là vệ sinh da mặt cho lắm. Đây là một bước lai giữa việc dưỡng, thì đấy chính là việc sử dụng toner để lau toàn bộ mặt của mọi người đi. Có hai cách để dùng toner. Một là mọi người có thể mở cái chai này ra, cứ thế đổ ra tay, và sau đấy thì đặt hai tay lên nhau và cứ thế thấm vào mặt. Tuy nhiên là cá nhân Ben thì cảm thấy việc hiệu quả khi sử dụng toner đấy chính là lấy một miếng bông tẩy trang và cứ thế đổ lên cái toner, và sau đấy thì lấy cái bông tẩy trang này lau, cứ thế lau thôi. Và thứ nhất là mọi người sẽ có thể trải đều được cái toner ra mặt. Thật sự là Ben không thích cái cảnh này ở trên camera một chút nào cả, bởi vì nhìn nó không được men cho lắm, nhưng mà làm gì có cách nào khác. Và mọi người cứ thế lau cái mặt của mình, đừng quá là trà, như kiểu là trà sát nó. Nếu mọi người sử dụng thì mọi người cũng sẽ biết được cái lực mà mọi người muốn nó là vào khoảng tầm bao nhiêu là vừa. Lau cái mặt của mình khoảng tầm một lúc, và mọi người cũng có thể nhìn cái bông này. Thật ra là ban nãy Ben rửa mặt khá là kỹ, thế nên là không có nhiều những cái vàng vàng nó bị ra cái bông tẩy trang này cho lắm. Nhưng mà những hôm đi uống rượu về, hay là những hôm mà đi chơi ngoài đường cả ngày, thì ngay cả khi mà đã rửa mặt bằng hai bước dầu và sữa rửa mặt rồi, thì khi mà lau vẫn sẽ ra một đống những cái vàng vàng này. Và nói chung cũng không sao cả. Sau khi mà mọi người đã có cái bước toner ở trên mặt, thì thứ nhất là độ pH ở trên da của mọi người nó cũng đã rất là cân bằng rồi. Độ pH của cái toner này bên sử dụng nó cũng chỉ vào khoảng tầm 5 đến 5,5 thôi. Alright, vậy là chúng ta đã xong bước rửa mặt, và tiếp theo là chúng ta có thể move on vào một công đoạn mà chắc là mọi người mong chờ nhất. Nhưng mà Ben cũng phải làm một video nói về nguyên lý và cách rửa mặt trước khi move on đến việc dưỡng da và tất cả những sản phẩm dưỡng da, cách sử dụng như thế nào. Nói chung everything sẽ được tập trung ở video sau. Thú thật với mọi người là da của Ben không phải là một làn da tuyệt vời, bởi vì thứ nhất Ben mới chỉ skincare được vào khoảng tầm 3 năm trở lại đây thôi, và thứ hai là tố chất da của Ben cũng đã không phải là một cái da mà quá là tốt để mà có được một cái làn da đẹp rồi. Tuy nhiên là với tất cả những cái bước skincare này thì Ben đã khiến cho làn da của mình được cải thiện một cách rất rất là rõ rệt. Và Ben thật sự rất rất tiếc cả một quá trình tuổi trẻ của mình và quá trình đi học của mình, thì mình không có những tài liệu, mình không có những video, mình không có những bài blog, hay là tất cả những cái mà mình có thể đọc được và nghiên cứu được để mình biết cái việc này sớm hơn, thì chắc là da của mình cũng đã cải thiện được sớm hơn rất là nhiều rồi. Và như mọi người có thể thấy thì da của Ben bây giờ cũng đã có rất là nhiều những cái mụn và những cái mẩn. Thật sự lý do chính là bởi vì thời gian vừa qua Ben ngủ không một ngày nào được quá 4 tiếng cả, cũng quên uống nước nhiều hơn, và ăn uống thì không còn được điều độ và healthy như trước đây nữa. Nhưng mà bây giờ thì Ben đang cố gắng dần dần cải thiện cái da mặt của mình rồi. Và thật sự mà nói thì đây là một cái da rất là bình thường. Bình thường có nghĩa là đối với đa số con người ở trên trái đất này, bởi vì không phải ai cũng có một làn da nhìn như kiểu là tuyệt vời và giống như kiểu là một celebrity sao hạng A mà có một làn da. Bởi vì Ben chắc chắn với mọi người luôn, nếu mà họ bỏ cái lớp make up hoặc là lớp filter hay là bất cứ một cái lớp gì ra thì họ cũng sẽ không có một cái làn da tuyệt đối được đâu. Kiểu gì cũng sẽ có nám mụn, hoặc là nói chung những vấn đề da mà mỗi con người đều có. Ngay cả Justin Bieber hay là những người như Kendall Jenner hay là Kylie Jenner đều có những vấn đề liên quan đến da hết. Tuy nhiên nếu mà mọi người muốn có một ví dụ điển hình cho một làn da, phải nói là theo Ben thấy nhá, là làn da đẹp nhất hành tinh này, thì đây Ben sẽ bật luôn đây. Đây là một làn da mà vừa có tập luyện, vừa có tố chất. Bà Lu skincare từ cách đây bao nhiêu lâu rồi? Từ năm 17 tuổi. Hồi đấy thì chỉ dùng mỹ phẩm tin tin thôi, Tony Moly này, Etude này. Hồi đấy ít ai mà có những kiến thức về gọi là skincare như bây giờ lắm. Ai cũng như kiểu là
sử dụng những sản phẩm của phương Tây là nhiều nhờ, hay là những sản phẩm của Nhật ấy, như kiểu là Shiseido, L'Oreal, Dermalogica, những cái sản phẩm Olay. Nhưng mà bây giờ ấy, khi mà con người càng ngày càng biết đến nhiều những kiến thức hơn thì bắt đầu hiểu cái cách để mà layer và cách rửa mặt đấy, nào là dùng dầu rửa mặt này, rồi sữa rửa mặt này, và bước cuối cùng là toner. Còn có rất là nhiều người nhá sử dụng cả nào là cái stick ấy, cái giống như kiểu là một cái lăn 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 lên mặt. Nhưng mà bởi vì đây là một kênh và là một cái video mà bên muốn làm cho các bạn nam, thế nên là bên muốn tối giản nhất có thể để mà các bạn không cần phải nghĩ đến quá nhiều những cái, tại vì tùy thuộc skincare cũng giống như tất cả những thú chơi nào, tùy thuộc vào mọi người muốn đi xa đến đâu, đúng không? Tại vì nếu mà muốn đi xa thì sẽ đi chơi sâu trong cái bộ môn này thì nó vô biên lắm, thật sự là vô biên luôn. Và bà Lùn này, chị Ngọc này, rất là nhiều người mà Ben biết ở trong cuộc sống chơi skincare phải nói là khá là kinh khủng. Nhưng mà khi mà chơi đến cái mức độ mà càng cao ấy thì mọi người cũng sẽ không nhận được cái kết quả giống như là chỉ những cái bước cơ bản, bởi vì chỉ từng đấy bước cơ bản là da cũng đã rất là đẹp rồi. Và ok, video này chỉ có vậy thôi. Tập tiếp theo thì Ben sẽ nói về cách làm thế nào để mà layer được skincare, tất cả những cái sản phẩm mà mọi người cần phải sử dụng tùy thuộc cho các loại da. Bây giờ thì Ben và Lùn vừa mới đánh răng xong rồi, chắc là skincare một lớp rất là nhẹ thôi, và sau đấy thì sẽ đi tập. Thank you tất cả mọi người đã xem cái episode lần này. Và thật sự Ben rất là e ngại khi làm những cái episode như thế này, bởi vì cảm giác nó hơi bị đi. Nhưng mà đây là một phần của cuộc sống, thế nên là thật, chẳng lẽ con trai cứ phải mặt mụn, xong rồi lỗ chân lông to, xong rồi da đầy dầu mới là men à? Đấy là một cái concept nhá mà tất cả những người bạn của anh ấy đều rất là tránh xa. Ben của những người bạn nhá, phải nói đúng là chuẩn men luôn, hút thuốc, uống rượu và rất là xuề xòa. Và tất cả những cái gì mà liên quan đến việc chăm sóc bản thân một chút là bắt đầu những kiểu là thôi đi, mày đừng có lắm chuyện. Thật ra thì bây giờ các anh ấy chưa nhận ra thôi, nhưng mà khoảng tầm ngoài 35 tuổi ấy, đặc biệt là uống rượu này, hút thuốc này, rồi thức đêm này, chơi điện tử và làm rất là nhiều những cái nó không tốt cho da của mình, thì mình phải có một cách để mà hồi phục cho cái da của mình, và cách duy nhất là phải vệ sinh, dưỡng nó. Alright, cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái episode lần này, và hẹn gặp mọi người ở episode lần sau. Like always, remember to live in style and stay fresh. Peace. Đây là điển hình của một người một làn da tuyệt vời, mỹ nhân. Không có một cái gì có thể bì được với cái làn da này đấy. Mình có thể zoom sát vào và không thể tìm được một lỗi ở trên cái da mặt này. Dạ, quá nhời. Đây là làn da mà Ben muốn phấn đấu đến. Ok, thank you mọi người. Và hẹn gặp mọi người ở episode sau. Bye bye.